iPhone S hiện đang sẵn hàng các dòng máy iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max mới nhất. Đặc biệt, từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 10, iPhone S có hot sale dành riêng cho iPhone 15 với giá cực ưu đãi như Apple iPhone 15 128GB đen xanh dương giá 21.790.000, Apple iPhone 15 256GB xanh lá đen vàng xanh dương giá 24.490.000. Chương trình hot sale vẫn áp dụng thu cũ lên đời trợ giá giảm thêm đến 4 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm, hãy click ngay vào link bên dưới. Xôn xao nhân viên hãng cà phê nổi tiếng S công khai toàn bộ công thức pha chế sau khi bị sa thải. Sáng mùng 7 tháng 10, nhiều thành viên mạng chia sẻ đoạn clip của tài khoản TikTok có tên ND, người này tự xưng là nhân viên của thương hiệu cà phê đình đám S và vừa bị cho thôi việc. Trong clip của mình, tài khoản ND đăng tải những bức ảnh chụp lại công thức các món đồ uống được cho là của thương hiệu S như mocha, latte. Đoạn clip này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người dùng mạng, đến nay đã có hơn 13 triệu lượt xem. Theo quan sát, trang cá nhân của tài khoản ND còn đăng tải tiếp phần 2 các công thức đồ uống có kèm logo của thương hiệu S, thu hút hàng trăm ngàn lượt bình luận. Bên dưới clip xuất hiện rất nhiều những ý kiến trái chiều, người cho rằng sự việc này là thật, khả năng chủ nhân tài khoản có thể đối mặt với việc làm lộ bí mật của doanh nghiệp. Số người khác thì hoài nghi cho rằng đây có thể là chiêu trò câu tương tác của chủ tài khoản. Được biết sự việc xảy ra ở nước ngoài, hiện tại phía thương hiệu S chưa có bất cứ chia sẻ hay động thái nào trước thông tin cựu nhân viên của hãng công khai toàn bộ công thức pha chế sau khi bị sa thải.